bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi, ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời, nghe sóng vỗ dạt dào biển cả vũ phi lao, gió thổi trên bờ bươm vươn cánh vượt sóng ra ngoài khơi, trong nắng hồng bừng lên sáng ngời, miền Nam đất nước quê hương chúng tôi, có rừng dừa xanh xa tít chân trời. Đang có bàn tay Yên Sơn Ninh Bình, đây là một trang trại trồng cây ăn quả đang cải tạo đất đồng nên rất là rộng. Đây đất rất là đẹp, xung quanh vẫn đang trồng lúa. Ngọt chè xanh bông trắng lưng đồi, đông xanh lúa dập dờn biển cả, tiếng ai ru con ngủ ru hời, đông xanh lúa thẳng cánh bay cò bay đưa nước về làng quê xóm rồi. Thế vào chạm không trước hay chạm của nhà nước ấy, chạm nhà nước ấy. Hà Bình Ngon chỉ bán nẻ trực tiếp cho bà con nông dân trồng, không bán buôn ra ngoài thị trường để tránh hiện tượng làm giả giống bưởi đường chín sớm của Hà Bình Ngon gây thiệt hại kinh tế sau này cho người mua. Hiện nay trên thị trường ngoài Hà Bình Ngon ra không có giống bưởi đường chín sớm chuẩn giống ở ngoài, bởi vì nguồn gen cây đầu dòng không phải là có nhiều để mà lấy mắt ghép, nên bà con lưu ý. Ở đây thì vừa có bưởi đường chín sớm, bưởi quế dương, bưởi diễn xịn và một số bưởi giống mới. Phần này vẫn là chưa coi tồn. Anh cái này. Mùa xuân đã đến quê hương chúng tôi, mía ngọt chè xanh bông trắng lưng đồi, đông xanh lúa dập dờn biển cả, tiếng ai ru con ngủ ru hời, đông xanh lúa hạng cánh bay cò bay giới thiệu quý vị bà con là Hà Bình Ngon cũng đang đi thăm một số nhà vườn Hà Bình Ngon thu hoạch bưởi. Đây quả rất là sai này, rất sai đấy, nhìn thực tế mới biết là cây ghép nó mới ra quả sai từ gốc đến ngọn như này. Cây chiết không bao giờ ra được cái sức quả như này, đeo quả độ thơm ngon đồng đều. Đây là vườn cây trồng hoàn toàn đồng loạt một năm mà đều sai tương đương nhau như thế này. Hà Bình Ngon sẽ đưa quý vị và con tham quan. Đây là cả vườn đều sai như nhau. Bà con có thể nhìn thấy vườn này rất là rộng, rất sai. Vườn bưởi này có thể nói đi mỏi chân luôn.
Nhưng bưởi này có trên 500 cây bưởi. Vậy vô tình em nhớ tháng ba, nhớ về anh, nhớ mùa hoa bưởi. Cánh hoa rơi lòng em bồi hồi, chút hương thầm lặng mãi lan xa. Chẳng phải vô tình em nhớ tháng trong xưa thuyền ai ghé bên hương bưởi quê mình những khách sạn sơn tuổi thơ em nhặt bông bưởi trắng tháng ba nay mẹ tiễn anh đi chiến trường xa anh nhớ mùa hoa bưởi chúng mình yêu nhau từ lối ngõ quen vườn tím hoa xoan trắng ngân hoa bưởi chiều chia tay có gì bối rối trăng mọc bao giờ hai đứa không hay một mùa hoa chúng mình chia tay một mùa hoa lặng vắng